Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Lucy đâu? Lucy ơi. Chú này. Đây. Đây. Đi vòng qua bên này nè. Mới vô camera rồi chứ. Hôm nay ngồi coi lột chuối cho Lucy ăn chơi nha các bạn. Chưa thấy con chó nào mà mới ăn chuối, nhưng chó này chó rớt thôi. Mới ăn chuối ve kêu luôn. Đây. Đây này nè. Đứng bên đây. Mê ăn lắm. Điểm cùng mình đếm coi coi là Lucy nó ăn được bao nhiêu trái chuối nha các bạn. Hai trái rồi đó. Lên đây. Chưa ăn xong trái kia. Chuối này sẽ lột cho mấy bạn chim ăn ha. Lucy nó ăn ké. Đồ nghe ra nhai miệng à. Lát nữa bạn sẽ ngồi đây, các bạn sẽ thấy con chim bồ câu nó sẽ đâu lên cái đầu mình. Nãy giờ nó vào xào qua xào lại hai lần rồi. Nó muốn leo lên đầu mình rồi. Để chỉnh camera cho nó cao cao lên xíu này, thấy cái đầu rồi. Thấy đầu xù chưa? Đấy. Này là tự đặt camera, đâm ra là nó lúc lắc đầu xù. Nước xì đâu? Thì ăn cái chuối chưa xong nữa. Nó rất là mê ăn chuối. Thì mỗi ngày nó sẽ được ăn cháo. Hôm thì bữa thịt, hôm thì bữa trái cây. Và lan vô ua. Nay mập lắm mà. Ăn gõ gõ luôn xì. Trời ăn sao trà xuống lấy đất cho nó dính đất dính cát luôn vậy. Chim nó đang đậu trên kia kìa các bạn. Nó đang kiếm chỗ lát đáp xuống cái đầu mình. Ngồi ở nhà chơi á là tụi này nó mấy đứa động vật xung quanh này nó thân lắm. Thật ra mình cũng không có gọi là chơi nhiều, có nghĩa là không có mục đích là chủ tâm là ra bắt nó chơi. Nhưng mà mỗi ngày mình cứ cho ăn thôi. Xong rồi tiếp xúc gặp nhau lâu rồi tự nhiên nó thuần rồi nó dạng nó bay lại nó giống như nó muốn tương tác với mình vậy đó. Chim nè, chứ mình cũng không có chủ động là nuôi nó trong lòng mà nhốt chơi rồi này nọ rồi cho nó quen tay rồi không có. Nó sắp đáp xuống cái đầu của mình rồi đó, nhưng mà nó còn mắc cỡ, lát thế nào cũng bay qua. Để chỉ cái camera nó cao cao lên chút xíu nè các bạn, coi cái dụng cụ gọi là kê camera của mình nè, hết sức thô sơ luôn. Tay xanh là nãy xích thuốc cho mấy em bé chơi đồ tự chế không. Máy lâm trường quấn cái chỗ này là cái tóc hồi bữa uống tóc cũ còn quăng, khúc này là tóc dài mới mọc ra. Chạy chuốt lên thì cũng ok, mà để bù xù thì thấy ghê. Xong chưa, xong cái đó chưa Lucy? Con chi mới đứng sau lưng nè à. Thế nào cũng bay qua đây chắc chắn luôn.
lên đây, lên đây, đu lên đây. Ôi trời, ăn bệnh bạo quá, táp vừa thôi. Chiêu nhiều chuyện. Bữa giờ các bạn nói là nhớ 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 gì đó, nhớ bò sát đó, thì bản thân mình cũng nhớ đây. Nhưng mà đi quay những cái đề tài khác, những cái bạn bè khác cũng hay, coi như là học hỏi được rất là nhiều điều mới của các dòng mới. Tới rớt rồi, chùi sạch cát đi. Mày ham ăn quá, tao cũng thấy ghê. Coi nè, cho nó ăn đu tà la ma. Bữa giờ đi tìm hiểu về tép nè, rồi thủy sinh, rất là nhiều cái hay. Bản thân mình đi thì cũng sẽ học hỏi được nhiều cái mới vậy. Nữa hả? Ủa nãy giờ có ai đếm là Lucy nó ăn bao nhiêu trái chuối rồi chưa? Có ai nhớ mà quên hết rồi. Tao cho nó ăn mà nó đu quần áo dơ hay hết trơn. Tấp từ từ thôi, tấp mạnh quá nó lỡ nó trúng chơi tay của anh là chích chừa nữa. Tháo ăn cái sợ. Đợi hoàng chim này nó chưa bay qua nữa. Cứ bạn chim này cũng tiếu lâm lắm. Cứ là mình ra đây mình ngồi uống cà phê là nó sẽ đậu trên cái ghế bố sau lưng mình á. Ghế đó, ghế mình ngồi uống cà phê là nó sẽ đậu trên đó. Nó đậu một lát là nó, đặc biệt là nó không ỉa bậy nha. Không có chơi ỉa bậy mà nó quay tới quay lui lát cái nó đậu, nó nhảy xuống cái chân mình. Xong ấy nhậu xuống vai mình. Trời ơi mày ham ăn quá Lucy. Xong rồi nhảy lên đầu mình. Từ từ. Đó. Nhiều bạn hỏi cái dùng chim này thì chăm sóc có cực không, thì thật sự là có cực. Tại vì mình chỉ để đồ ăn cái khu vực ăn á, thì tự động nó bay xuống nó ăn thôi. Chứ mình cũng không phải là nuôi lồng hay gì. Mà cực. Nghe tiếng nó thở không các bạn? Ôi. Nói chung là mình bắt đầu làm YouTube thì nói chung là thông qua mấy bạn vào sát, nhưng mà mình sẽ gọi là mở rộng cái chủ đề của mình ha. Đây. Nói chung chúng ta cũng nên thử sức mình ở những cái mới. Thật ra nếu mà cái nào mà nó cũ quá hoặc là nhiều người làm quá rồi thì mình lại không có hứng thú, mình thích làm cái nào nó mới mới hoặc là đi ngược với người ta, chứ mình không có thích làm theo thị hiếu. Thật sự là cũng có những lúc mà mình trong tính mình là đó giờ không có phải thích làm theo thị hiếu ha. Thì đôi khi là thấy cũng khó khăn á, chính vì cái lựa chọn đó lúc nào nó cũng khó khăn á. Làm những cái nó lạ lẫm, cái mới á, thì cái người ta đôi khi là thứ nhất đó là cái đối tượng người coi nó sẽ không rộng. Cái thứ hai nữa là người ta để tiếp nhận cái mới thì nó cần thời gian. Và bản thân mình thì cái nào mà người làm quá rồi đó là mình không có muốn làm. Cũng như có mấy cái chủ đề, cái kiểu cách đồ mà dễ được
cộng đồng mạng đón nhận có được cái lượng khách giả lớn đồ này nọ, thì nói chung mình cũng không có thích nhảy vô, mình thích làm cái nào nó có cái nét riêng của mình. Cho nên là đó cũng là một cái hứng thú, nhưng mà cũng là một cái thử thách. Mình giống như mình sẽ làm ra một cái tác phẩm, rồi cái người coi á, nếu mà ai cảm thấy nó đồng điệu á, thì nó là chúng ta chung một cái nhịp kiểu dạng vậy. Chứ mình mình không phải là kiểu như mình sẽ nắm bắt cái xu hướng đó là như thế nào, rồi làm như thế này thì nó sẽ được thị hiếu xem nhiều để đầu mình khai thác nó, thì mình không phải là cái tính cách của mình nó không phải là vậy. Tính cách của mình là mình sẽ làm cái tác phẩm của mình đó, xong rồi mình sẽ coi như ai coi mà cảm thấy phù hợp thì chúng ta làm một chung một cái nhịp đó, kiểu mình là vậy. Nó ham ăn gieo kêu, nãy giờ chắc chục trái rồi đó Lucy. Chim này còn đang mắc cỡ, nó muốn qua đây lắm rồi, nó rất là muốn luôn rồi nhưng mà vẫn còn mắc cỡ. Ngày xưa các bạn mình nói chung mình chơi mạng xã hội cũng chậm, cũng là thuộc dạng sao. Nói chung là lúc đầu cũng cũng mắc cỡ. Nói chung mình thì cũng nhiều trò lắm, thích giỡn mà. Nhưng mà lúc đầu là ngại thể hiện, không có dám thể hiện. Thế từ từ thì chơi Facebook rồi này nọ đầu nhiều khi giỡn trên mạng không biết giỡn sao. Ví dụ mình giỡn ngoài đời á, thì mình thứ nhất là mình sẽ giỡn với người mà bạn của mình, có nghĩa là về cơ bản là mình cũng hiểu người ta một chút tương đối, mình biết cái nào là phù hợp và cái nào không phù hợp, rồi mình biết cái giới hạn là ở đâu. Cho nên là lúc này ngày xưa chưa có chơi mạng xã hội á, thì mình giỡn với bạn bè nên thì rất là vui đó. Nhưng mà đó thì mình biết tính cách của người bạn của mình, cho nên là mình không có ngại. Còn ví dụ như lúc đầu á, chơi giỡn trên mạng xã hội rồi này nọ thì đôi khi là có những người mình chưa hề quen biết luôn, mới gặp nhau lần đầu, đâu biết tính cách làm sao, rồi người ta kỵ cái gì không, rồi mình giỡn sao cho đừng bị lố, bị quá đáng đâu này nọ đó. Thì thời gian đầu là cũng lo lắng cái chuyện đó, nhưng mà từ từ thì mình cũng coi như là thích nghi. Nói chung mình thích nghi, cũng dạng thích nghi cũng nhanh đó. Xong rồi sau này làm YouTube cũng vậy, mới đầu cũng ngại không biết chia sẻ như thế nào. Rồi. Nhưng mà từ từ cái đầu nó cũng quen. Nhưng mà mình bị cái là đôi khi có những cái nó nói chung là mình hơi nặng cái tính học thuật quá. Nó thiếu cái tính giải trí. Thì cũng có nhiều người khoái, cũng có nhiều người cảm thấy nó hơi khô, khô khan. Nhưng mà bây giờ nó nói chung là làm riết thì mình thấy cái sự tự tin, rồi cái kỹ năng của mình nó cũng tăng lên, cũng tốt, cũng không có làm cho nó quá buồn tẻ đi. Nhưng mà nếu mà mình thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng mình thả lỏng mình chút xíu nữa, nó vui vui hơn chút xíu. Thật ra là tính cách mình rất là vui, rất là thích giỡn, nhưng mà đôi khi thì mình lại bị cái giới hạn về mặt coi như là cũng hơi thiếu tự tin chút xíu để mà giỡn. Tại giỡn các bạn, những người mà hay giỡn á, nếu mà không có kiểm soát tốt tình hình á là dễ bị lố ở thành ra vô duyên. Cho nên người ta nói mấy người mà diễn hài là mấy người dễ vô duyên nhất, tại vì đó công việc người ta phải diễn liên tục, thì đôi khi là có những lúc nó cũng bị gọi là tổ đãi. Nói chung là mất kiểm soát một cái là thành ra vô duyên liền. Cái ranh giới cũng có duyên và vô duyên nó cũng rất là mong manh. Dừng ở đây là có duyên, tôi lố một cái là vô duyên liền. Thì trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng mình thả lỏng bản thân chút xíu nữa, cho nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ hơn chút xíu nữa, gấp nói với lại mọi người nó ok hơn. Lần quay trở lại nè, thời gian vừa rồi nè là nó đã tốt hơn cái cách đây 3 năm mà mình bắt đầu mình làm YouTube là nó đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thì sắp tới mình sẽ còn coi như là sẽ còn cởi mở hơn nữa ha.
thì mong là các bạn coi như là ủng hộ. Trời, nó ăn quá nhiều luôn, nó ăn quá nhiều luôn, hồi nãy giờ mười mấy trái, 20 trái rồi. Mày táp mày làm tao rung tay luôn á. Mày ham ăn vừa phải thôi, mày ăn mày táp như mạnh quá tao rung luôn. Ảnh tự nhảy xuống á thì ảnh chịu. Còn ví dụ như mình đưa cho mình đụng ảnh mấy ảnh bay. Từ từ. Này là chim mái nha các bạn nha. Ở đây. Cỡ rồi nữa leo lên mặt lên đầu người ta ngồi hung chục cắn lỗ mũi, cắn lỗ tai, cắn mắt gì tùm lum rồi la lát cái bài này nữa thì khi lát nó đáp lên đầu mà luôn. Ăn nhiều quá nặng bụng đó bà ơi, bà con gái rồi mà ăn hồi nãy giờ mười mấy 20 trái chuối. Nghe tiếng nó thở đó các bạn. Thở ghê quá. Nè. Đứng lên. Chim chắc nó cũng ngại con lu xì nè, thấy nó cũng quận quận. Bữa giờ đi quay đi giao lưu vòng vòng với mấy anh em của những cái bộ môn mà về sinh vật cảnh khác thì cũng vui đó các bạn. Biết nhiều thứ, kết nối được nhiều anh em. Sao nó bay này tính đụng vô rồi các bạn. Đầu đảo. Đến đây. Hello chim. Đây. Tức quá chờ nãy giờ để cho con chim nó đậu lên đầu chơi một cái mà nó không chịu đậu các bạn. Đậu nhanh đi rồi để con Lucy nó đừng có ăn chuối nữa, nó ăn chuối cái hết chuối của người ta luôn nè. Chung là không nuôi thì thôi, nuôi thì thương các bạn. Đến đây, nuôi thì nuôi cho đàng hoàng. Đến đây, nuôi là bỏ bê thì tội nghiệp, thà là không nuôi. Trời ơi, má ơi, cái ông nội Lucy, bà nội Lucy này cho bà ăn mà còn bà nhiễu nước miếng. Giờ quá giờ, mình là mình ớn nhất cái vụ này. Nuôi mấy anh Kiki đó là, con Kiki này nó rất là dễ thương. À, cái độ tương tác của nó gọi chắc gọi là cũng là sưng đứng nhất thì cũng chắc cũng không sưng đứng nhì, chắc cũng không ai dám nói đứng nhất, nhưng mà nó bị cái là nó dơ quá, nước miếng nước mồm rồi lông lá nữa. Giờ đỡ, giờ ít đi đâu mà trẻ đi hay đi chơi đồ tiệc tùng đồ á, cứ lên đồ bước xuống nhà là mấy anh Kiki đánh mừng, nhà 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 lá trời ơi, cái quần lông khóc lông. Đâu rồi, chim đâu rồi, chim đứng trên kia.
cho mày ăn, mày còn đứng lên đây mày nhiễu nhão nước miếng mà nước miếng mà sợi luôn, ghê quá. Sợ thiệt, xong này phải đi tắm luôn. Nè đồ, nè nó bự hẳn luôn, bắt đầu quen nhà. Mới đầu về hiền dịu lắm Lucy nè. Chỗ này bắt đầu cũng chỗ mồi quậy rồi. Sắp tới tính thử sức với lại lĩnh vực livestream đó các bạn. Không biết các bạn có ủng hộ mình không? Khi mình thấy mọi người làm trên mạng á, theo cái kiểu bây giờ bán hàng online rồi các thứ này nọ, thấy cũng nghĩ là chắc mình làm cũng được, nhưng mà lại bị cái chỗ ngại, cho nên là kỳ này thử sức luôn. Nói ngại thì cũng phải không đúng ngại đâu, đôi khi mình bản thân chúng ta đó cứ hay đặt cho mình những cái giới hạn, nó kỳ lắm, ngại lắm, mình làm không được đâu, này kia các thứ, để mà đó chính là những cái rào cản, cái giới hạn của bản thân chúng ta. Thì bản thân của mình cũng vậy, tự đặt cho bản thân mình rất là nhiều cái giới hạn. Cho nên là nếu được là chúng ta, bản thân chúng ta phải mở hết ra. Để coi chúng ta làm được cái gì, làm được tới đâu. Bởi vì mình nói, mình thấy nhiều anh em mấy bạn mà gọi là hoạt động mạnh ở trên không gian mạng, từ mua bán rồi các thứ này nọ thứ á, mình thấy người ta làm, mình nghĩ là nói chung là mình cũng sẽ làm được á, nhưng mà thì này sẽ thử sức ha. Nói chung là tại vì mình cũng thuộc dạng cái tư duy của mình cũng thuộc dạng cái lứa cũ đó các bạn, cái lứa cũ chứ không phải là thuộc dạng cái đời mới, chứ cũng hơi lửng giữa cái cũ với cái mới, vẫn bị vướng cái đó. Chứ mấy bạn trẻ bây giờ thì thật sự mấy cái đó là bình thường luôn. Nó ngược lại, hai đứa gái lớn của mình là Sushi với Luna tiếu lắm. Bản thân mình á, mình nói chuyện trực tiếp với lại người ta đó là mình rất là ok ha, rất là tự tin, thoải mái, chia sẻ. Nhưng mà khi mình nói chuyện với lại cộng đồng mạng á, với lại bà con đây nè, nói chuyện qua cái máy điện thoại á, thì mình lại có, tất nhiên là nó sẽ không bằng thực tế, nó cũng có chút xíu ngại ngùng đồ này nọ, hồi hộp đồ này nọ. Nhưng mà tụi Sushi với Luna ngộ lắm, nó nói chuyện trực tiếp á, thì đôi khi nó ngại, nhưng mà nó nói chuyện qua cái không gian mạng này nó lại rất là tự tin. Ví dụ hai đứa nhỏ nhà mình á, thì bình thường thì cũng líu lo đồ này nọ, nhưng mà hôm bữa nó chơi trò bán hàng online, giả bộ nó bán hàng online, nó lấy đồ chơi của nó ra, nó đặt máy quay phim á, xong rồi nó ngồi nó nói chuyện, nó giả bộ như nó đang livestream bán hàng online, trời ơi, nó líu lo như là con quả mi luôn, nó khác hẳn ở bên ngoài luôn. Thì nó ngược lại ha, cái giới trẻ bây giờ thì coi như là người ta sống, giống như đẻ ra nó sống trong cái không gian mạng rồi, nó thấy nó bình thường, rất là bình thường, nó ra nó thoải mái, nó rất là lanh lẹ ở đây. Nhưng mà đối với vậy giao tiếp mà trực tế xã hội á, thì nó lại dở hơn. Còn cái lứa cũ như mình á, thì gọi là lúc đó mạng bùng nó chưa có, cái tuổi thơ nó lớn lên mạng bùng nó chưa có, thì mình vẫn quen cái kiểu mà trực tiếp với nhau. Trên mạng thì mình còn có một cái hạn chế nhất định. Còn tụi nó thì bây giờ thì giao tiếp xã hội bên ngoài thì nó lại có những cái hạn chế, nhưng mà trên không gian mạng trời nó bung lụa ra làm hết hồn luôn. Bữa mình vô mình thấy hai đứa nó bán hàng online mà mình bất ngờ luôn, liếu lo. Giờ mày có nhảy lên đầu anh không, để cho khán giả coi một cái. Ở đây, đừng nhảy qua điện thoại, nó nhảy ra sao điện thoại. Ở đây, nhảy điện thoại đó nè, đứng đây,
hôm nay làm cái coi, làm cái cho người ta nể chơi đi. Đây cho bà con nể chơi lên đây. Này. Không chịu đứng lên. Nè. Cà thục cà lỏ quá, muốn làm gì làm đại đi. Mạnh dạn lên. Cà thục cà lỏ, cà thục lỏ không được gì hết à. Hôm nay cuối tuần thì được nói chung ngày nghỉ nó cũng thoải mái, bình thường thì sáng sớm ấy, đi ra ngoài ghé anh em chơi. Quay clip để tối úp cho mọi người coi cũng vui. Chúng mình cũng mù mờ mấy vụ này đó các bạn, mù mờ mấy cái gọi là TikTok cái YouTube đó. Chưa có phải được như người ta đâu, chưa có hiểu rõ lắm. Mình thấy mình giống như mình có cái chất gọi là mình không phải là dân kinh doanh, không phải là dân giỏi kinh doanh, không phải là nhìn đâu cũng thấy gọi là tiền, nhìn đâu cũng thấy cơ hội kinh doanh. Mình thấy mình giống kiểu dạng tạm gọi là nghệ sĩ hơn, nghĩa là thích làm một cái, làm cho nó sướng, làm cho theo ý mình cái tác phẩm mình rồi để mọi người thưởng thức, kiểu dạng vậy. Làm gà lỗ quá. Chính vì vậy mà làm kinh doanh đôi khi mà lãng mạn quá, lỗ quá. Mình làm kinh doanh không có giỏi. Sướng thì có được độ sướng. Khách hàng rồi người coi rồi người ta sướng, cảm thấy vui, thỏa mãn, hài lòng. Nhưng mà góc độ gọi là kinh doanh để mà này nọ thì mình lại dở. Khoái được người ta sướng, khoái đem tới cái sự sướng cho người ta, vui thoải mái cho này nọ cho người ta, nhưng mà cũng không có biết đầu óc không có kinh doanh, đâm ra là nhiều khi làm nó chạy theo cảm xúc, bị lỗ. Nhiều khi là làm cho vui á, coi như lãi tình cảm thôi, thì mình là vậy. Xưa mở nhà hàng ra mà tính cái chuyện làm cho mình sướng, làm cho khách sướng. Còn những cái chi tiết về mô hình kinh doanh thì lại không có thích, không thích đụng tới nó. Nhưng mà thích nghĩ ra trò này, trò kia rồi đó. Trang trí vậy 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 cho ta sướng. Nhảy ra qua ghế rồi đó các bạn. Đừng làm ngã điện thoại nha. Nữa hả? Nó vẫn chưa no luôn, đứng đây. Đứng đây. Nó vẫn chưa no. Mỗi ngày là tụi chim là mình rải thóc lúa cám rồi cho nó ăn. Rồi chuối. Chuối là mua chuối coi như là chuối ngon đó nha. Nhưng mà trái nó nhỏ hoặc là nó bị nứt nứt rồi vậy nè. Đó, cho chim nó ăn. Chim này mình ngóng con chim nó ngồi lên đầu mình là nó không có chịu làm cho tôi được bảnh một bữa. Làm qua cho anh bảnh cái này. Thì sắp tới mình là tính làm kiểu dạng quay stream, live stream. Cho nên là cái clip này cái kiểu cách nó cũng giống giống để mình thử nghiệm thử coi. Rồi trò chuyện với các bạn sao. Giờ quá.
Dễ quá. Đây này. Nói chứ thời thế bây giờ nó phát triển theo cái hướng gọi là chuyển đổi số hết. Nếu mà chúng ta mà gọi là chúng ta bảo thủ á, chúng ta không có vô cái cuộc chơi này á, thì chúng ta sẽ thiệt thòi, sẽ cực. Tại mình cũng thuộc dạng cái tiếp gọi là cũng hơi truyền thống chút xíu hả, thì lúc đầu á mình cũng cho nên là mình mới hòa nhập vô cái thời đại số này, nó cũng hơi chậm so với lại mọi người. Đúng là cái tính cách của mình á thì nó phù hợp, phải không? Thấy cũng hoạt ngôn, cũng vui vẻ thì nó phù hợp, nhưng mà cái tư duy của mình lúc đó nó chậm. Tư duy ngày xưa của mình nó chậm, cho nên là mình tham gia vô cái đường cuộc chơi này nó chậm, nó sao. Thì bây giờ mình nói chung là mình thay đổi tư duy hả, để thích nghi. Mình sẽ coi như là mình sẽ thử sức mình ở trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Chứ lúc trước mình cũng gói gọn mình trong gọi là về quá luôn xì ơi. Mình gói gọn mình trong một hai cái lĩnh vực nào đó. Nhưng mà giờ mình sẽ mở rộng hơn. Giống như lúc trước mình mở kênh là vì đề tài bò sát. Thì lúc đầu là mình chỉ hoạt động xung quanh cái bò sát thôi. Nhưng mà thật sự mà nói bạn, nếu mà mình nói về một cái chủ đề mà nó có tới đó luôn bạn, chán lắm các bạn, chán, bản thân mình chán. Có thể là một số bạn đam mê vò sát, y gu đồ đó lên đây. Các bạn chưa có điều kiện chơi, hoặc là các bạn chưa có trải nghiệm nhiều quá, thì các bạn sẽ hứng thú với những cái điều mình nói. Tự nhiên mình mà bản thân mình thì nếu mà nói đi nói lại hoài một cái vấn đề á thì bản thân mình cũng thấy chán các bạn, chứ không phải là không chán. Nhiều khi mình nghĩ chán chứ. Cho nên là bây giờ mình thử sức qua nhiều cái lĩnh vực, về mặt những cái thứ nhất là về bet, thì những cái dòng bet khác nè, ví dụ về gọi là nông sản các thứ đồ, thì mình sẽ cảm thấy nó hứng thú hơn. Mình nói về những cái đề tài, tại vì trong khi mình nói á, ví dụ những cái đề tài khác á, trong khi mình nói á, thì mình sẽ học luôn. Mình vừa giới thiệu cho các bạn, vừa chia sẻ cho các bạn, rồi bản thân mình cũng sẽ tiếp nhận cái thông tin đó luôn, tại vì nó mới với mình thì nó sẽ hứng thú hơn rất là nhiều. Còn đối với con Igu á, thì đôi khi là mình phải đặt, tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời. Để vậy thì thật sự mà nói là với mình thì nó hơi chán. Nó hoài con Igu nó cũng hơi chán, tại mấy cái đó mình biết hết rồi, mình chỉ mang chất chia sẻ lại thôi thì nó hơi chán. Còn ví dụ như là qua bên cá, bên chó, bên tép, bên đồ, bên thủy sinh đồ này nọ, thì có những cái là mình mới nghe lần đầu luôn, là mình học hỏi được luôn, mình tiếp nhận được kiến thức mới, mình cảm thấy rất là hứng thú. Không, nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình sẽ quay lưng với bò sát hoặc Igu. Một ngày nào đó đẹp trời chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ con chim mày có chịu nhảy lên không? Bài mày làm cái ghê quá à. Mày ăn hồi nãy giờ chắc cầu 20-30 trái chuối rồi đó mà mày vẫn làm hà cái ghê quá. Trước bao nhiêu cặp mắt bà con thiên hạ ở đây mà mày không làm con gái gì mà không có ý tứ gì hết trơn. Mỗi clip trung bình là cũng 5-6 ngàn người coi đó, lượt view đó. Mà làm YouTube bây giờ nó khó hơn hồi xưa nhiều các bạn. Khó hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa mình làm mình thấy nói chung là nó
nó về mặt kỹ thuật rồi á, góc quay các thứ rồi mọi cái thì không có gọi là intro, không, nói chung là rất là sơ sài. Nhưng mà lúc đó cái lượng người coi đông ghê, lượt view nó nhảy chóng mặt luôn. Còn bây giờ nó chua hơn ngày xưa nhiều. Mà không sao, mình xác định đây là cái kênh để mà mình chia sẻ cái đam mê rồi cái sự yêu đời của mình. Rồi nói chung là về tất cả những cái năng lượng tích cực, về những cái điều tích cực mà mình có thể mình đã từng trải nghiệm hoặc là mình có thể chia sẻ với mọi người, thì mình tính là cái kênh này là mình sẽ cả đời luôn để giao lưu với mọi người. Cho nên là cứ từng bước thôi. Hả? Từng bước làm một, duy trì, cố gắng. Chứ còn lúc mà mới xây lại cái kênh, trời thấy view nó chán quá. Lúc đầu view nó không có như xưa, tại vì mình đã từng ở cái thời xưa nó nhảy ào ào ào, mình quen cái nhịp rồi. Đó, cái sau này cái nhịp nó chậm quá, mình vô mình cũng thấy hơi chán chán, nhưng mà từ từ suy nghĩ cho nó chín chắn lại thì mình xác định là kênh là cái nơi để mình có thể chia sẻ giao lưu với mọi người. Đó, cho nên là muốn là xây dựng cái kênh này cả đời á. Hả? Lên đây cũng như cái cuốn nhật ký, nó cũng giống như một cái cuốn nhật ký vậy đó. Chúng ta sẽ lưu lại những cái khoảnh khắc, những việc chúng ta đã làm, những điều chúng ta đã chia sẻ, kết nối được để đó nó tồn tại cả đời luôn, thì nó rất là hấp dẫn ha, nghe nó cũng vui vui y như cuốn nhật ký sống động. Cho nên là giờ mình thoải mái tâm lý đi quay, chia sẻ, kết nối anh em. Cho mày cơ hội lần cuối cùng. Chuối cũng lột gần xong rồi. Giờ cho một cơ hội cuối cùng đứng lên tay anh. Bye bye, chào mọi người. Hẹn mọi người clip lần sau. Chúc mọi người xem clip vui vẻ và nhiều sức khỏe. Rồi gật đầu, đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng ta nào gật đầu chào mọi người. Gật đầu. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Gật đầu. Đúng chưa? Tiếp tục đồng hành cùng Nam Ngô Farm. Ok, gật đầu. Đỉnh nè. Lên đây. Bên kia nữa. Yeah. Ok. Bước qua dài. Thấy con chim của mình đẹp không các bạn? Rồi ok. Nam Ngô Farm và tất cả những bạn bé ở đây, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha, thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Bye bye. Thôi. Quang chưa? Đứng lên đây. Bye rồi, Lucy làm nó sợ rồi. Bye bye mọi người nha.